nha. Vô. Vô. Mày đi sao? Ờ đúng rồi, quay như cô hậu này được nè. Anh xui ha. Vô cái thứ gì đây? Vô thứ gì đây? Rồi đây. Xài nữa nè. Gì cha? Bồ Tát. Bồ Tát. Bồ Tát, Bồ Tát. Quất cho. Rồi lấy cái muỗng đàng hoàng. Nó muỗng đó. Thôi. Hello, xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh channel của mình. Mình là Đen Râu Vlog. Hôm nay các bạn mình sẽ cho tụi trẻ trâu nó chơi một trò chơi là chiếc nón kỳ diệu anh các bạn. Để tụi nó đây các bạn nhìn thấy một mâm chanh ớt hải sản đồ các kiểu đà điểu đó các bạn. Bây giờ mình sẽ cho bọn nhỏ nó thi thố anh các bạn. Bây giờ trong đây sẽ có phần thưởng là tiền và những đồ chua, những món hải sản anh các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ăn các bạn. Vô. Có này nặng lắm nè các bạn. À có Bồ Tát, có Bồ Tát hơi nặng. Đây các bạn ơi, và bây giờ mình có một vòng quay. Cái dao đó. Rồi, ai quay trúng cái gì sẽ nhận phần thưởng đó ăn các bạn. Và trong đây mình tính từng vòng đi. Đó, trong đây có Bồ Tát. Cường nó thích cái chai Bồ Tát lắm các bạn ơi. Bây giờ ai quay trước đây? Cái dao đó. Cái vòng đi. Ai là người quay trước? Cái vòng đi. Thiệt quay trước nha. Rồi. Rồi bây giờ bạn Thiệt sẽ quay trước ăn các bạn. Dạ nó xì lên ông Vũ ơi. Đi. Rồi quay nha. Vô. Vô. Mày đi sao? Hải sản rồi rồi bây giờ. Rồi. Rồi cảm giác của em khi được quay hải sản rồi sao em? Quá ngon mà. Rồi ngon thì ăn đi em. Ăn chưa mà nó ngon. Ô này nó dốc thiệt nậu luôn. Số cô Thiệt ra rất là rất là hực các bạn. Quá ok các bạn. Bây giờ tới bạn chắc cái đậu ha. Tới tôi nè. Năm sĩ nè. Năm sĩ nè. Bô tài. Số sai. Đây. Chào các bạn nha. À chào các bạn, mời các bạn nha. Mời không mời. Xay đi anh Trường ơi. Không có chấm, không có chấm luôn. Quả nó cho chấm cho bọng vậy chân á. Quá chua. À, hai đồng chí này đang thi thố ăn, một anh ăn sướng, một anh ăn cơm nè. Cơm khổ. Chảy ra kìa, phải chừng chảy. Ờ, có còn quay ấy. Nó sao nó chảy hoài vậy? Chảy ăn ngay, ông ăn hết đi. Ăn ăn hết đi. Quá chua rồi. Chua ông ăn đi. Rồi tới Trường xay đi. Rồi tới cu Cường ăn các bạn. Mình mà quay dính này là mình chết luôn các bạn. Châu già. Xong rồi các bạn. Một muỗng nước mắm. Đây. Anh xin mời em uống một muỗng. Một muỗng đàng hoàng lịch sự đi. Đây. Nhung. Mặn quá. Bây giờ tới cu Lộc. Tới tôi nha các bạn. Bồ Tát. 500. Một muỗng nước mắm. Anh xin mời em nằm chén lên. Rồi làm sao? Quá chua các bạn hơn. Lẹ tới cô hậu. Đúng rồi, quay như cô hậu này được nè. Hên xui ha. Vô cái thứ gì đây? Vô thứ gì đây? Rồi đây. Chị, người đầu tiên được nhận 500k ăn các bạn. Còn nữa, còn 500 nữa phải vô đâu. Đây mình sẽ đưa cho cô hậu 500 anh các bạn. Đây phần thưởng của em đây. Rồi tới cô Tài. Im bay không quá các bạn ơi. Im xong rồi. Sao mà đỡ nổi. Làm sao mà đỡ nổi. Mày xong rồi. Một muỗng nước mắm. Anh xin mời em. Đúng luôn. Đàng hoàng muỗng nước mắm đàng hoàng đây rồi. Cảm giác sao em? Rồi. Mặn ghé mặn đó. Rồi tới cu thiệt mới ăn hải sản giờ tiếp. Mày hả? Hải sản mới chấm với bột hạt mới ngon. Bồ tát. Qua lượt. Rồi tới chắc là đâu.
một muỗng nước mắm. Chưa. Cái này quay lại, quay lại, quay lại. Quay qua đi rồi. Đi qua đi qua. Trời ơi. Con mình ăn nó cho nó chết bà luôn các bạn. Ra tôi luôn rồi. Các bạn ạ. Ê, của nó mà cho nó ăn đi. Thứ mà ham ăn hốc uống của ta bút giật. Ăn lại đi, đừng có đánh trong lãng rồi qua tua. Đây đây này. Đây nó đưa. Tại ơi. Cậu uống. Bé đó thôi, mày đánh sặc nó. Trung Quốc à. Cho mày biết nè. Cười lên được cô. Xây lên cười. Chùa chùa. Rồi tới toàn cười đi. Chắc cái đầu ăn hết vô em. Đi đây. Vô ta. Vô ta. Vô ta. Vô ta. Đây cho mày. Thích thích trái nhỏ thì thôi, lấy trái nhỏ, còn thích nguyên miếng thì lấy nguyên miếng. Ngon hơn khủng với chú lẹm. Lấy cái này đi. Quay giọng nội. Sao? Không sẽ đâu. Trời ông nội đáng buồn kìa. Xài non luôn các bạn ơi. Nó chua nó thèm quá. Tải giờ chú ghẹ. Thầy cho con. Chấm mắm. Có cho chấm mắm không? Thôi đưa chấm mắm không? Chua bỏ lại. Tôi được rẻ mặt đi rồi. Chua rẻ mặt luôn hả? Ê, không có cho chấm nước mắm. Chấm nói biết không? Không có cho chấm luôn. Trời ơi, chua lắm rồi. Rồi, tao bằng lọc ăn. Chua các bạn. Bù tạc không? Vô bù tạc. Má hút lọc luôn các bạn ơi. Xài. Xài, mấy này thích ăn xài. Không có chua. Xài luôn các bạn ơi. Rồi. Rồi. Rồi, rồi, chắc cái đầu hết chưa? Rồi, ok. Tới lọc hai này ăn xài. Tới hậu. Tới hậu. Mình quay nha các bạn. Thằng này không lẽ hên dữ vậy. Mẹ chua. Đưa ăn trái. Mời em. Cho mấy này ăn hết. Làm miếng nữa. Mày quay được sao mà quay nè. Quay xài non quá ngon. Ăn lại đi. Sao nhá? Sao nhá? Ờ nhá hộp được. Rồi, tao bằng tay đi. Không, không, máy làm cho hết đây luôn đi. Ê. Ê. Đâu có chấm nước mắm mà mấy trai chấm như mấy trai. Mày hả mày? Mẹ chua. Mày hả bự? Có để chưa hả sao không có lựa không có lựa đúng mày hả mày đậu phộng mấy này đậu xanh đâu đũa đậu tiếu thơm ngon mẹo lựa bà con của bác tôi trời ơi nó súng nó ăn kìa hai miếng xài hai chấm ăn rồi con mình này nó không được ăn đâu các bạn ơi mới ăn được con cục hay sao mày ăn là ăn cái này nè đây đây tới tôi nha quang quang Thành muốn tham gia không hai chấm ăn bồ tạc cái ó luôn á. Rồi quay nè các bạn ơi. Thằng này phải cho nó ăn bồ tạc mới được các bạn. Bồ tạc, bồ tạc, bồ tạc. Một muỗng nước mắm hấp vô. Đàng hoàng, đàng hoàng. Ừ. Dùng như ba. Ở ăn còn hải sản. Rồi, tới vận chất cà đâu ăn các bạn. Được năm xài được. Ông quay có yếu siêu. Rồi. Còn gái ăn xài nổi không? Tới lượt cường rồi mình nó còn dần mình dần còn không có gỡ ra. Ăn hết đi. Vô xanh, vô hai chị. Con ta, con ta nãy làm sao để lên đâu qua lượt đâu tí rồi. Đó, đúng rồi, ngay chỗ qua lượt nè. Rồi. Quay xong ngay chỗ bồ tạc nè. Rồi, tao bằng cường tiếp anh các bạn. Quên trời. Xài nữa nè. Gì cha? Bồ tạc. Bồ tát. Bồ tát, bồ tát. Rồi lấy cái muỗng đàng hoàng. Nó muỗng đó. Miễn cho đàng hoàng lịch sự nhiều nhiều chắc ơi. Thôi được rồi, được rồi. Đây, 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 đây. Muỗng bồ tát đây các bạn. Anh xin mời. Kệ
cái thứ mà cầm người Bồ Tát khơ 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 giá này vô cái le lử nữa không có phun nha, đàng hoàng lịch sự à. Thả mày ra, thả mày ra, cắm đầu thả mày ra. Nội phòng mấy này hay thiệt. Sao cảm giác trời ơi, trời nó lên tới mày xanh chảnh á. Ồ có thấy gì đâu, thấy mày còn tỉnh bơ mà. Rồi tiếp tới bạn Lộc đi. Đúng rồi. Ăn cái xài no luôn các bạn. Chết ngồi không luôn rồi. Ngồi không mà đi ăn Bồ Tát. Lộc nó vô Bồ Tát chứ không không. Mày hả mày. Nước. Một ly nước. Đây tới một ly nước các bạn. Uống vô em. Đây ăn no phải uống nước đi chứ. Uống hết luôn, uống hết vô. Quá sao quá chua hả? Tưởng quá chua chứ. Uống hết vô. Nước uống không được nó thôi luôn à. Ha Bồ Tát cũng đã lắm. Tôi không biết ăn của tạc. Mình mới dính này nè các bạn. Rồi, tao bạn hậu dịch ha các bạn. Tao mình quay như vậy. 5 tỷ nó coi. 5 tỷ mình chơi cái này. Một bộ của tạc cái tạc ghẻ. Ông ta, ông ta, ông ta, ông ta. Thôi giờ cho quay lại đi nè. Đó lại nha. Thôi đàng hoàng. Đậu phộng mấy này. Chờ nghe nghe chúng mình nè. Dùng 500 rồi đó. Nè 500 nè. Một. Xoài. Xoài. Hên quá bạn ơi. Ăn này đi. Xoài quá. Đã ta chấm ăn, đã ta vô ta giải chúng nó. Thì là nó chấm được rồi. Rồi tới bạn Tài ăn. Trong người gian bằng hậu ăn thì bạn Tài quay. Quay đi. Chị gió rồi, chị gió rồi. Mày xong rồi. Mày xong đậu phộng mày này, đậu phộng mày hả mày? Em rồi. Gì vô gì hả? Thêm vô lịch sự đàng hoàng. Thêm vô. Đây. Cười. Xong rồi. Cười. Gì? À thôi bình tĩnh, giữ bình tĩnh, giữ bình tĩnh. Là tới não luôn. Mà tới não. Rồi, tới bằng thiệt. Đứng đi các bạn. Tôi giải trời thì nghe thôi. Mình với Bồ Tát luôn. Mày cũng Bồ Tát rồi. Nè nè. Cái đâu nữa? Nước. Nước. Rồi. Trời ơi, sao mà dễ vậy? Chắc đau gần, chắc đau. Nha các bạn. Ly nước của bạn thiệt ra các bạn làm hết ly nước mới được à. Uống quá uống à. Uống cho hết. Uống nó đổ tùm lum luôn các bạn. Rồi tiếp tục tới chắc cà đau. Mày quay lần nào cũng cái xìu vậy. Quay đàng hoàng coi đó. Chắc cà đau quay rồi các bạn. Tôi biết cái số phận tôi đã ăn nhẹ rồi. Bỏ xuống, bỏ xuống, bỏ xuống, bỏ xuống. Bảy rồi. Bảy rồi, 200. Chanh à đây. Đây, lấy viên chanh lên. Đậu xanh. Không có chấm cái gì hết trơn á. Tại sao ăn nổi? Ăn bỏ vỏ. Ăn vỏ luôn. Ăn vỏ luôn được chơi mà. Không không bỏ vỏ đây. Không bỏ vỏ. Sao đời mình nó chua như viên chanh. Các bạn ơi. Rồi cắn miếng đi. Biết sao không? Tại tôi thèm chanh hay đồ chua các bạn ơi, mời các bạn nha. Đậu phộng nó ăn mà thấy ghiền luôn các bạn ơi. Rồi ta được phép qua thử ra ngoài không trời. Rồi nó bỏ vỏ ăn các bạn. Vô. Chấp nhận tới bên Cường ăn. 500 đánh Cường ơi, có tiền à. Đây. Tiền anh Vũ nhiều lắm các bạn ơi. Đây các bạn ơi, tiền anh Vũ nhiều lắm, Vũ sắp phá sản rồi các bạn ơi. Tại cái số mình nãy mình ăn Bồ Tát chứ mắm không, bây giờ mình thấy được 5 xị mình sẽ lấy lại. Lấy lại rồi. Rồi tiếp. Cho bạn Lộc nha. Giết tôi. Đúng rồi tao con ơi. 500. Nước mắm. Tao phải chữ luôn các bạn. Bạn rồi tao bằng hậu dịch. Mình quay vậy. 500 nữa bạn ơi.
dễ ăn lắm ạ. Bồ tát dễ chứ. Mẹ chua, mẹ chua. Miễn thôi, nãy ăn trái bự rồi. Này đây tao bằng 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 tay ha. Thôi ba đời làm hải sản đây. Mày hả mày? Bồ Tát, Bồ Tát, Bồ Tát. Bồ Tát, Bồ Tát. Để hỏi gì thương quay cái dịnh lại đây. Để nhỏ xíu. Không, đàng hoàng, đàng hoàng, ăn vô. Ngước lên, ngước lên, ngước lên. Ngước mặt lên, ngước mặt lên. Ngước mặt lên. Ngước mặt lên. Ngước cơn. Mày thở ra lấy cái đầu mà tao. Anh ăn lần sau nó có kinh nghiệm hơn lần trước. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình xin thông báo một vòng nữa là mình xin kết thúc video tại đây các bạn. Rồi bây giờ tới bạn Thiệt. Bù tạc con ơi. 500 thầy cơ. Ê mê 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 mê. Mê chua. Ăn vô. Ăn đàng hoàng. Còn nó dằn vặt nó kìa bạn. Cái mặt lên em. Cảm giác sao? Ăn vô, đàng hoàng vô. Quá chua. Không cho chấm đâu. Không cho chấm luôn. Quay đi, quay đi. Rồi bây giờ tới bằng chất cà đâu. Hả, tới tôi hả? Lắm. Lắm. Khi ra cơ. Làm sao mà chạy được? Làm sao mà chạy điện thoại ngoại tạ? Đây. Làm luôn. Không, không, nguyên trái luôn. Không ăn nổi. Ăn nổ nổi chuyện của ông. Cái số gì mà số ăn chua không mày trời. Giờ tới bạn Cường ăn. Đây các bạn ơi, vô. Chết chết tôi nữa. Sao mà nước 1 năm. Mới lụm 5 tỷ rồi á. 5 ngàn bạn. Rồi. Còn chắc cũng còn đang cầm chữ xài ăn ăn các bạn. Hôm nay này ăn vàng lắm các bạn ơi. 200 ca. 200 ca các bạn. Hết chiều 2. Rồi hết chiều 2 luôn. Mấy ngày dễ lấy tiền mình quá các bạn ơi. Quá thơm. Quá thơm. Rồi bây giờ tới bằng hậu dịch. Quay quay. Chắc nghèo khổ với mấy này luôn các bạn. Được 700 nha các bạn. Rồi vòng cuối cùng của bạn Tài ha. Tài từ nãy giờ xui quá nè. Bồ Tát. Bồ Tát cái cừ bể bụng luôn nè. Làm sao mà chạy được. Rồi vô Bồ Tát. Chắc luôn Bồ Tát ơi. Trời chua. Không người. Mình giống tới đây. Thôi ngưng được rồi. Trời ơi. Nước mắm nhiều các bạn. Mình mới quay được 9-500. Mình may mắn lắm các bạn. Bạn mày rồi các bạn ơi, trò chơi của mình cũng xin kết thúc tại đây nha các bạn. Cuối cùng hải sản chỉ có mình Bằng Thiệt làm được nửa con thôi, còn Bồ Tạc thì với Tranh có anh em quay vô xài với tiền là nhiều các bạn. Em được nhiêu? 700 tiện thơm các bạn. 200 các bạn có kim. Em hồi này nó ăn 3-4 trái xài luôn các bạn. Còn này là xui nhất đời luôn nè. Nè nó nè, bạn trung thành với nó. Khóc luôn rồi các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, mình cũng xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Và kính chúc các quý vị và các bạn một ngày học tập làm việc thật vui vẻ các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào clip sau của anh em mình. Và các bạn hãy cho mình một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào.